Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, sau đợt tăng giá mạnh kéo dài từ tháng 10, Bitcoin cuối cùng đã điều chỉnh trong tuần này. Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 40.200 đô la trong ngày hôm qua, trước khi phục hồi về mức gần 42.000 đô ở thời điểm hiện tại. Theo WeWire, Bitcoin đã xóa sạch lợi nhuận kiếm được trong cả tuần chỉ trong 6,4 phút. Thông tin tiêu cực là khối lượng giao dịch của Bitcoin tăng vọt trong khi giá giảm. Đây là một tín hiệu giảm giá phổ biến. Mức thanh lý của Bitcoin đã tăng lên khi giá chạm mốc 44.000 đô la. Trong thời gian đó, các nhà đầu tư bắt đầu bán ra khiến giá giảm. Xu hướng giảm cũng có ảnh hưởng đến các số liệu xã hội của Bitcoin. Khối lượng xã hội và tâm lý có trọng số cũng giảm, có nghĩa là tâm lý tiêu cực đang chiếm ưu thế trên thị trường. Trong khi giá Bitcoin giảm, nó có thể mở ra cơ hội để các nhà đầu tư tích lũy thêm Bitcoin. Sentiment cho biết, thị trường crypto đã trải qua đợt giảm giá nhanh nhất trong 4 tháng và gây ra những lo ngại cho các nhà giao dịch. Tâm lý buy the dip, mua khi giá giảm đã xuất hiện. Điều này cho thấy sự háo hức và có phần FOMO đối với những mức giá thấp này. Chỉ báo MACD của Bitcoin báo hiệu khả năng xảy ra sự giao nhau, có thể là tín hiệu giảm giá trong ngắn hạn. Tín hiệu Bollinger Band cho thấy Bitcoin cũng nằm trong vùng biến động cao. Ngược lại, Chaikin Money Flow, viết tắt là CMF của Bitcoin, vẫn tăng giá khi đạt được đà tăng trên bảng xếp hạng. John Bollinger, người tạo ra chỉ báo Bollinger Band, đã lập luận Bitcoin đã mở rộng quá mức, do đó một đợt điều chỉnh là điều cần thiết. Biểu đồ đi kèm cho thấy sức mạnh của đợt tăng giá mới nhất trong bối cảnh giá Bitcoin phục hồi trở lại. Vào tuần trước, Bollinger đã cảnh báo với các điều kiện ngày càng hạn chế, có thể cảnh báo trước về đỉnh cục bộ. Sau tất cả, quyết định về việc tăng lãi suất của Fed vào tuần này và các bài phát biểu của Jerome Powell thường có lợi cho một số biến động. Việc công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 12 tháng 12 với quyết định về lãi suất của Fed và bài bình luận từ Chủ tịch Jerome Powell sau đó một ngày. Vào ngày 12 tháng 12, nhà giao dịch nổi tiếng Skill cũng xem xét khả năng thao túng của các nhà đầu tư lớn. Nhà phân tích viết, có một chút thay đổi trong suy nghĩ của những nhà đầu tư lớn. Những người trước đây đã tích cực theo đuổi giá. Tư duy hiện tại dường như đang mua lúc giá thấp và bán lúc giá cao, cho đến khi độ sâu giá thầu và thanh khoản được cải thiện để nguồn vốn quay trở lại. Skill đặt các khu vực giá Bitcoin quan trọng cần theo dõi lần lượt là 38.000 đến 40.000 đô la và 44.000 đến 45.000 đô. Về mặt hỗ trợ chính, nhà giao dịch nổi tiếng Ali Martinez cũng lưu ý rằng phạm vi khoảng 38.000 đô la là mức hỗ trợ rất mạnh. Trong trường hợp điều chỉnh sâu hơn, Bitcoin sẽ tìm thấy mức hỗ trợ vững chắc trong khoảng từ 37.150 đô la đến 38.360 đô. Vùng này được hỗ trợ bởi 1,52 triệu địa chỉ nắm giữ 534.000 Bitcoin. Ngoài ra, hãy chú ý đến hai bức tường kháng cự có thể ngăn cản xu hướng tăng của Bitcoin, một ở mức 43.850 đô la và một ở mức 46.400 đô. Bên cạnh đó, Michael Van der Poel, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của MN Trading, đã đánh dấu vùng sàn thấp hơn một chút ở mức 36.500 đô. Ông tin rằng Bitcoin sẽ kết thúc năm 2023 trong một phạm vi mới. Và thông tin cuối cùng, trong hôm nay, một làn sóng đua cơ đợi tăng vọt trên thị trường crypto khi đồng XRP ghi nhận một hoạt động lớn của cá voi. Theo dữ liệu của WhaleAlert, cá voi đã chuyển 26,4 triệu XRP vào hôm nay, ngày 12 tháng 12. Vì không xác định R4WF7 đã chuyển XRP sang Bitstamp. Lượng XRP được đẩy lên Bitstamp có giá trị lên tới 16,18 triệu đô. Đáng chú ý, chiếc ví này cũng đã chuyển một lượng lớn XRP sang Bitstamp gần đây. Việc đẩy XRP lên sàn giao dịch diễn ra trong bối cảnh token này giảm giá. Điều này có thể lý giải cho sự sụt giảm của XRP khi tổng nguồn cung đang lưu hành tăng lên. Bên cạnh đó, nhà phân tích crypto đã chia sẻ quan điểm của mình với XRP. Theo đó, tâm lý thị trường xung quanh XRP phản ánh xu hướng giảm giá trong những ngày tới. XRP đang phải đối mặt với sự sụt giảm khi nó đóng cửa dưới đường trung bình động MA21. Token này cũng đang tiến gần đến vùng màu xanh đầy thách thức mà cộng đồng đã cố gắng vượt qua. Kể từ khi Ripple mua lại cổ phần tại Bitstamp, việc chuyển XRP sang sàn giao dịch này đã được đẩy mạnh. Việc mua lại diễn ra như một lợi thế cho Ripple khi nhà phát hành triển khai XRP để tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán xuyên biên giới. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.